Xin chào các bạn à, hôm nay trời mưa quá đi làm không được à, bữa nay mình vô mình kiếm thiên thiên tượng kỳ một cái cấp độ mới nữa. À, hôm nay chúng ta đánh với cấp độ 5.3. Hôm nay mình giao lưu với cấp độ này các bạn à, vì tượng cục. À, lên tới cấp độ cao vậy thì thường thì những người ta đánh cờ thủ rất là nhiều các bạn, tại vì cấp độ cao này giống như là tính người ta cũng trầm lắng lại đó, cho nên người ta đánh cờ thủ rất là nhiều. Ây da, sao mà nhắm công thẳng ngay cái lỗ tốt mà vậy ta? Anh này là chắc là người tàu biển gì đây, thôi anh có đi tàu. Cấp độ 5.3. Từ hôm nay mình lên được 5.1 rồi nha các bạn. Bữa hổm mình đánh với 2 chấm 3 chấm khác, bữa nay 5.1 là do mấy bữa mình đánh bằng điện thoại á, điện thoại mình không có quay lại được cái màn hình á, cho nên là không có quay lại lúc còn đánh với cấp độ 2, 3, 4 này kia. Với lại những cấp độ đó thì cũng nói chung cũng trung bình thôi các bạn. Cấp độ 5 trở lên này là cũng thuộc dạng cấp độ mạnh rồi. Dạng cấp độ mạnh rồi, cho nên là giao lưu được. Những cấp độ này mình học hỏi cũng có nhiều cái hay lắm các bạn. Người ta đánh cờ nó rất là sát nước. Ở những cái trường hợp mà đánh mã quỳ vừa rồi, người ta xuất quân là phi tượng cực đánh mã quỳ đó, thì là hồi nãy mình lo nói vòng vòng, mình quên chú ý với các bạn là đối với phi tượng cực mã quỳ thì chúng ta có hai phương án. Phương án thứ nhất là chúng ta sử dụng một trực xa, phương án thứ hai là chúng ta dùng một hoành xa. Mình dùng một hoành xa, nãy các bạn thấy mình tấn xe hoành xa đó, thì để mình chủ yếu là đuổi mã bay lên lộ sĩ này để lọt vào âm mưu của mình. Tại vì khi mà mã quay về lên lộ sĩ này thì thuận đường cho phá đầu mình công kích đó, thành ra là cũng rất là tốt đúng rồi. Thì tới đây các bạn thấy mình tới đây cũng có nhiều phương án đánh nè, nhưng mà chúng ta lựa chọn đây. Như ví dụ như bây giờ nếu mà mình cầm mã mình tấn lên đây để cản thì người ta sẽ bấm xuống chốt này dọa tụi mất mã, thì lúc đó mình là thầy phương nghe bạn. Thì theo cái chọn lựa của mình thì tới đây mình cứ để vậy, người ta thích làm gì làm, mình cứ mình lên bắt pháo đó, mình lên bắt pháo. Nếu mà người ta sơ sẩy mình để đứng sông xa vô đây thì người ta cũng khó mà chống đỡ với mình cái cờ này. Tại vì sao, các bạn cũng nhìn thấy cái hình cờ của đối phương, quân mã này là quân mã không không có căn để phòng thủ, cho nên cái chuyện tấn công thì hầu như nó vô vị. Tới đây là một lựa chọn như mình à, khó tháo quần đất à, muốn bắt buộc à, nếu mà người ta bình xe vô một lần phải tấn xe lên giữ hay gì à, đang muốn cúng mã bên này thôi, vậy qua dọ sát trước đi để coi người ta làm sao rồi mình tính. Nếu mình đang muốn mã thì hay là chèn xe gì đó không quá, nếu mà xe người ta chèn lỗ giữa thì mình tấn thẳng xuống kẹp tượng lại luôn, tại vì tượng này thì không có chỗ để phi á các bạn. Lên mã đây à, tới đây mình có hai lựa chọn các bạn nha. Nhưng nếu mà mình kẹp xe xuống đây mình lời luôn đúng rồi, còn nếu mình tấn tháo xuống đây à, mình tấn tháo năm mình xuống một nước thì quân mã này buộc phải kiếm đường tháo chạy, thì chạy quân mã thì sẽ bí, mà nếu mà chạy quân xe thì chết quân mã. Nếu mà mã chạy về đây thì xe mình có thể đóng thẳng tiếp tục không bí, thì pháo mình vẫn không nguy hiểm, buộc mã ta phải chạy lên đây đúng rồi, buộc mã ta phải tấn lên ngay trên đầu xe mình để cản xe, mà rồi khi mình chém mã thì người ta quay lại để chém pháo đồng quân. Cho nên nước cờ này mình nên tấn xe lên vừa giải thoát cho quân mã này và vừa kẹp chết quân mã này luôn. Đó nước cờ đó. Nói chung là
Đánh cờ thì giao lưu với ai không cần biết, chủ yếu là chúng ta đánh quan sát hết cái hình cờ, quan sát hết hình cờ, nhìn rộng chút xíu thì tự dưng ai cũng thấy nước đánh hết, chứ không có ai giỏi hơn ai cả. Ai cũng có hai con mắt một cái đầu, nói chung là chúng ta cũng nên tập trung chút xíu thì được hết rồi các bạn, tập trung chút xíu là được hết. Còn những cái kỳ thủ mà người ta đánh chuyên nghiệp á, như người ta đánh giải hay này kia, người ta đánh đã thuộc dạng là chuyên nghiệp rồi thì mình không nói, tại vì những kỳ thủ đó người ta phải qua trường lớp học hỏi bài bản rất là nhiều, nên là người ta mới 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 đứng được những cái ngôi vị cao, nhất là các danh thủ mà đánh có tiếng tăm rồi. Ôi sao người ta lại lộn bán đây vậy? À, võ tượng hả? Vậy là người ta không chú ý, do người ta không chú ý. Tại vì mình đang quýnh xe này ra để dọa sát nhưng mà người ta không để ý, người ta lộn pháo đây. Đây là một nước sai lầm lớn của đối thủ thì dẫn đến thua cuộc. Hay là anh này anh thả mình đang không biết thì nói chung là 5.3 thôi, hạ anh này đi rồi mình kiếm anh khác mình giao lưu lại nha các bạn. Cái anh này quýnh nước này là một nước quá sơ suất rồi, tại vì nước cờ đó theo như các bạn, nếu mà các bạn nhìn vào hình cờ thì ai cũng thấy cả, nhưng mà không hiểu sao anh này 5.3 lại không thấy cái nước cờ đơn giản như vậy. À, anh sập sỉ luôn. À, tới đây chúng ta có hai cách đánh nữa nè các bạn. À, cách thứ nhất chúng ta đánh là mình sẽ bình xe vào giỏ sát, đúng rồi, bình xe vào giỏ sát này mình là giỏ sỉ. Còn cách thứ hai thì chúng ta thối xe về để bắt tượng. Bên đây quýnh chiếu thì mình chỉ đơn giản dở sỉ thôi các bạn. Bây giờ mình chọn phương án về bắt tượng nha. Nhiều khi mình dở sát hay dở sỉ mà lúc mình chém tượng thì người ta chỉ ăn về thôi thì cũng đồng luôn. Anh này quýnh để lỗ một tượng về thì rất là cực chẳng. Có lẽ là anh sai lầm đó nên anh sập sỉ để mà cố gắng để mà hy vọng gỡ lại. Đi coi anh này sẽ gỡ cách nào và mình sẽ tìm cách nào để mà mình đánh cho đến những nước cờ nào đó mà để khắc phục hoàn toàn cái thế trận của anh ta hay không. Rõ ràng anh ta chiếu tướng thì mình buộc phải chống sỉ. Tới đây mình đừng có giỡn hết và cầm tướng đem lên thì nó nguy hiểm với mình. Anh này đánh cờ như thế này là ẩu rồi. Dở sỉ. Mình cứ chiếu thử coi người ta xích tướng hay là lên sỉ rồi mình đánh tiếp nha. Nếu người ta lên sỉ thì nguy cơ thua cuộc cũng rất cao. Tại vì lúc đó mình bình xe vào một nước. Nếu mà nó lên sỉ mình bình xe một nước thì trước mắt nước này chưa có gì nha các bạn, nhưng nước sau mình sẵn sàng bỏ pháo để tiến xe thẳng xuống dọ sỉ. Thì khi mà tướng đã ra, còn nếu mà ra tướng thì người ta cũng cũng sẽ dễ thua trong nước cờ này. Ây da, phế pháo luôn rồi, xem ra phế pháo tấn chốt. À, buộc mình phải lên tượng để mà đuổi pháo chi chốt rồi. À, lên tượng thì người ta sẽ chém mã mình chém pháo, thì người ta còn xe pháo thì một chốt sẽ không làm gì được mình đâu. Dạt pháo ra, dạt pháo ra vậy người ta thua rồi, chém chốt đón xe rồi. Đừng có suy nghĩ ông còn cầm pháo chém mã dọ sát thì người ta sai lầm, tại vì người ta đang bị mắc một nước chiếu, nếu mà tiếp tục sai lầm nữa thì không cứu vãn được. Nguyên xe bình ra. À, người ta vẫn còn nước phản các bạn. Nếu mà người ta bình xe ra buộc mình xuất tướng, xuất tướng sau đó là ta gài pháo xuống một nước dọ sát mình lại. À, cũng hay đó, nhưng mà nếu người ta bình xe ra thì mình tuyệt đối là không không xuất tướng nha, mình xuất tướng mình thua á. Tại vì khi mình xuất tướng người ta tấn pháo một, nếu mà người ta tấn pháo một dọ sát tiếp, nếu mà mình dở sỉ chống đỡ thì người ta bình pháo ra nữa thì mệt lắm các bạn ơi. À, nên thôi thì
mình chọn phương án lên mã các bạn ơi. Một phương án an toàn trước đi, lên mã mình che xe lại là gì, xe rồi full non luôn. Rồi mình kiếm một anh khác hay sao mà 5.3, chắc là anh đó là anh đang quận hay có chuyện gì đó. À, bữa nay sao được đánh tiên không hai dáng rồi nha. À, thuận pháo các bạn ơi, mình những lần trước mình cũng có chia sẻ một vài bài thuận pháo hoành xa đánh với trực xa, thì hôm nay sẵn tiện có anh 5.1 này. À, những bài mình luyện thì nó khác chút xíu ở chỗ là người ta chưa chống sĩ sớm, nhưng mà anh này chống sớm, nhưng mình vẫn cứ thực thi cái nước cờ mình đã, để coi biến hóa thế nào. À, hình thành ngũ lục pháo, mình cứ phát triển quân các bạn. Mình xuất xe luôn, mình chuẩn bị sẵn sàng luôn. Xe anh chỉ có thể từng hè hoặc là xuống kiềm hãm hàng chốt mình thôi, thì cũng không có gì là quá. Nhưng mà chắc có lẽ anh này biết về thế trận đựng pháo nên anh ta mới dùng cái nước phòng thủ trước, tức là chống sĩ lên phòng thủ trước. Chứ đúng ra thì thông thường thì thế trận thuận pháo đánh theo căn bản mà kiểu mà mình mới tập luyện, giống như mấy bài mình chia sẻ, thì nó cũng có cái hay của nó. Nhưng mà anh này có lẽ ảnh có kinh nghiệm trong thuận pháo. À, bây giờ chúng ta có một cách nhốt xe của đối thủ. Ví dụ mình cắm chốt lên thì người ta sẽ bình vô bắt mã, sau đó mình bình pháo ra chia xe trước. Xe này lúc rồi mình mới lên tượng giữ mã. À, lúc đó thì xe này sẽ bị nhốt lại và mã kia sẽ bị kim lại. Nên là nước cờ lưỡng toàn. À, các bạn thấy không? Bình xe vào nhốt mã ngay. Thì lúc này mình dạt pháo ra biên. À, nếu người ta bãi nhị thì mình chịu thôi. À, nước cờ mình buộc phải đánh như thế này để mình cô xe ta lại. Mình nhốt luôn lại và đè không cho mã chưa lên, người ta muốn thoát được thì người ta buộc phải đấu bắt đầu xuống con chốt này. À, các bạn thấy không? Bây giờ mình cởi tượng thì người ta muốn thoát phải đánh chiếu tướng mã ăn lên. À, rất là hay, thoát bằng nước cờ này cũng rất là hay. Ăn xuống thì sen về mình bước mã lên thì xe là bình vô. Tới đây mình chọn một phương án là tấn chốt ba. À, bỏ mặt trong chốt đó đi, không có tác dụng. Đây là mình đang bẫy xe ta, nếu người ta không chú ý mình thối pháo về bắt chết xe ta nha các bạn. Còn nếu tôi chốt ăn qua thì mình vẫn thối pháo về bắt xe. Lúc này thì chốt có tấn xuống thì xe mình đánh về để mà kiềm hãm đây, thì người ta cũng rất là khó. Các bạn thấy giờ, bây giờ người ta sẽ đánh chiếu mình. Mình cứ bắt xe trước nè. Buộc pháo người ta mới nhảy xuống để thở cái lộ mã này ra. Để cho xe mình có thể công kích ngay lộ mã. Ây da bởi vậy các bạn ơi, anh này mỏi quá rồi. Mình bãi nhị lại thì pháo ăn qua. Lúc đó mình lên sĩ. Sĩ chó ăn qua. Thôi chém luôn cái quân mã không này đi. Mình khi nào nó đứng đây chiếu rồi lúc đó mình chạy cũng không ngộn. Bây giờ tiếp tục ăn chốt qua nữa. Rồi bây giờ mình phát triển mã luôn các bạn, vừa giữ chốt đầu vừa phát triển mã luôn. Thì pháo mình giữ lại chốt đầu, nếu mà xe người ta chòi ra thì mình có thể tấn mã xuống để mà chi xe tiếp. Nói chung là mình sẽ chi xe ta liên tục, còn nếu xe người ta tấn lên bắt chốt mình chẳng hạn thì mình thay tâm chiếu thẳng mã về quấn tượng chiếu và chiếm luôn quân mã. Hay da, hay quá, anh này cũng hay quá. Mình chuẩn bị đấu với một cờ, mình pháo vô đấu.
người ta ăn tượng mình không nghe. Cái cờ này mình tính với bạn, đừng có bỏ chống chỉ lên. Tới đây người ta tiếp tục mắc quân các bạn. Đây, người ta không chú ý cái này, người ta tiếp tục mắc quân. Xem ra bữa nay coi như mình gặp hai anh này cũng chưa phải là nặng ký lắm. Trời mưa không biết là có ồn quá. Nếu mà có ồn quá thì các bạn thông cảm giùm mình nha. Với lại mình đánh cái ứng dụng cờ tướng Thiên Thiên Tượng Kỳ á, thì mình rất là thích cái âm thanh của lúc ăn quân như là lúc chiến tướng này kia. Nếu mà các bạn thấy không thích cái đó nhiều thì các bạn hãy nói với mình, mình có thể tắt cái âm thanh đó đi, hoặc là mình có thể giảm nhỏ xuống. Tại vì mình nghe thấy âm thanh cũng vui vui, đỡ buồn ngủ, mình cũng giải trí cũng rất là vui. Thôi thì tiếp tục chiếm thêm một quả nữa đi rồi cũng sao. Còn cờ tới đây thì đối thủ không thể chịu nổi mình nữa rồi. Bây giờ vấn đề là mình đánh bao lâu người ta biến rồi. Phải xin lỗi các bạn ở chỗ là mình nói chuyện hơi nhiều, do là mình thích giao lưu á, mình thích giao lưu với các bạn nên là mình cũng nói nhiều thêm để anh em mình cởi mở hơn. Tất cả những ai yêu mến cờ mình cởi mở với nhau hơn, mình cứ thoải mái chia sẻ với nhau bằng một cách tự nhiên nhất của con người mình, chứ không cần phải là khép nét rụt rè hay là thế này thế nọ. Hôm nay càng đánh mình càng chết. Mình thì thích một cái phong cách tự nhiên đấy các bạn. Mình thì lúa từ xưa giờ nên là mình người mình sao thì nó vậy thôi, thành ra là mình các bạn có gì góp ý là mình chỉnh sửa lại từ từ. Xe vào hâm bí trước, nếu người ta dở sĩ thì pháo mình có thể tiến thẳng xuống cũ chiếu sát luôn. Trước tiên là mình cứ hâm bí. Các bạn thấy không, một phần mới dở sĩ chứ tới đây người ta cũng không còn đường đi. Bây giờ mình tấn pháo xuống để sát được. Hay hôm mình cũng lại có công việc khác phải làm rồi. Hôm nay anh em mình giao lưu đến đây nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn, lần sau mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn về cái trận phi tượng cuộc, cũng như là những cái trận pháp tiên nhân chỉ lộ bây giờ người ta rất là hay sử dụng đó các bạn. Thì mong muốn mình sẽ cùng các bạn chia sẻ thêm. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn sức khỏe nha.